Có được là mừng rồi. Lô xin chào cả nhà nha, qua cho lên clip mình nha, chúc cả nhà buổi chiều thật nhiều sức khỏe nha cả nhà. Hôm nay mình đi chiến đó cả nhà, chiến nè anh em, nay mình thủ bữa nay mình đi chiến nè, tới cầm mấy phước nè, nó lục bình cỡ này nè nè, gì sao mà đánh không? Nó chờ hết lục bình nữa mình ra cần nha anh em, cần thì mình ngồi rồi làm sẵn hết rồi anh em ơi, đây mình vẫn là đánh cắm mình luôn anh em ơi. Mới mượn được cái vỏ nữa rồi, đặt máy đi chờ nào hết lục bình đỡ cái mình chiến nha anh em. Đó, lục bình cỡ này nè, bên đó nắng dữ lắm mà bên đó nó cạn hơn bên đây nó sâu im hơn bển. Rồi đặt máy thôi nha anh em. Câu này ăn cái gì đấy?
dính cả nhà, dính đầu đang dính rồi cả nhà, giờ khô mà không có đưa lên trên nữa cả nhà, đưa lên trên lục bình dữ lắm, cá nhỏ, cá nhỏ rồi cả nhà. Có dính là vui à. Cá nhỏ này nè. Có được là mừng rồi. Xíu à, không có lỗ trắng để thảy luôn đó nha, trôi liền mí luôn á, dữ lắm. Lục bình mà, lục bình là sông Mỹ Phước đứng hàng đầu. Lục bình tới chiều lụm em khủng cài, oh.
nó mà Vinh rồi cả nhà, hết hồn mà Vinh không. Cần được chút xíu dính đựng con cá rồ với con mì dinh và lục bình nó cho cái gì nữa cả nhà. Đó. Rồi sao ra nữa không cả nhà? Ngồi đợi thôi. Mà không biết chừng nào hết lục bình nè, không có phản trống luôn để chọn mà. Những con cái rồ với con mì dinh. Rồ nhỏ cả nhà. Đó, vậy đó. Vậy đây sao chỗ rồi mà chọi. Mà bển. Qua giờ qua bơi qua mới bởi bơi cũng được luôn nữa, lục bình cứng ngắc luôn nữa, ngồi đây chịu phép luôn. Rồi giờ thôi nha cả nhà, rồi thôi về cả nhà, thả trong mé vậy nè, đó, câu trong mé không à, tối rồi về cả nhà, lục bình gì đâu có thấy ra được cả nhà. Rồi dính nữa nè, quá trời lục bình luôn trong mé luôn, tại đâu có ra xa đâu, bữa nay sao lục bình dữ vậy, nó cứng sông luôn á nè. Mình về cả nhà ơi, đâu đi về cái thành quả nè, thành quả đi có thành quả nha. Con mà dinh với con cách vô rồi. Rồi bye bye cả nhà nghe, hẹn lý sau nha, bye.